Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cách chăm sóc những cây hoa 10 giờ bonsai như thế này để giúp cho cây nở hoa đẹp rực rỡ hơn. Thì đối với việc làm bonsai hoa 10 giờ thì mình muốn chia sẻ cho các bạn ba điều cơ bản nhất. Thứ nhất là các bạn lựa chậu. Những cái chậu nó sẽ phù hợp với cái dáng của cây thì nó sẽ mang đến cho một cái cây bonsai hoàn chỉnh và đẹp nhất. Thì khi các bạn lựa chậu, không thể nào mà trên đây cái tán cây nó rất là cao mà cái chậu thì rất là nhỏ thì nó sẽ không có cân đối và hài hòa. Và nếu mà mình tạo được cái sự hài hòa thì mình sẽ phân bố cho những cái tán cây nó sẽ đều xung quanh cái phần chậu thì cây bonsai của chúng ta mới đẹp. Và trong những điều cơ bản nhất để trồng bonsai hoa 10 giờ hoặc là những cái loại bonsai khác thì các bạn nên nhớ rằng những loại bonsai đa phần là mình sử dụng những cái chậu diện tích nhỏ, đất trồng ít, thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái việc chăm sóc là bón phân. Chứ bây giờ các bạn trồng những cái cây mà ở trên cái chậu to mà các bạn không chăm sóc thì nó cũng rất là khó phát triển các bạn ạ. Do đó khi chúng ta trồng bonsai thì các bạn ưu tiên là đất trồng nè, bón phân. Vì nếu các bạn chăm sóc đúng và tốt thì những cây bonsai mặc dù nó rất là nhỏ trên những cái diện tích đất bị giới hạn như thế này thì cây bonsai của chúng ta rất là phát triển và tốt. Thì để chăm sóc những cây bonsai hoa 10 giờ mà nó phát triển tốt như thế này thì cái đất trồng có thể các bạn trồng bằng cái loại đất sạch các bạn mua vài tiệm cây hoa cây kiểng nó đều có bán hết. Khi các bạn lựa chậu để chúng ta trồng thì các bạn xem nè, nó phải thoát nước tốt như thế này nè thì cây bonsai mới phát triển được. Và đất ở trong chậu á, các bạn xem, nó phải giữ ẩm như thế này thì cây của chúng ta mới xanh tươi được chứ. Còn nếu mà diện tích đất nhỏ mà các bạn không chăm sóc nhiều thì những cái đất ở trong đây nè nó rất là mau khô. Vì đối với hoa 10 giờ khi các bạn để ngoài nắng thì hoa nó mới đẹp, mà để ngoài nắng thì cái đất này nó rất là mau khô. Do đó chúng ta cố gắng làm sao giữ cho cái đất này nó ẩm thì cây bonsai nó mới phát triển tốt được. Rồi thêm cái nữa là đối với hoa 10 giờ mà các bạn trồng muốn nở hoa đẹp thì mình đã có chia sẻ cho các bạn rồi. Đó chính là chúng ta để ngoài nắng 100% thì hoa mới đẹp. Còn hoa 10 giờ mà nếu các bạn để ở trong mát thì cây sẽ không có đẹp và nó sẽ phát triển về phần lá. Đây là cây mình tạo từ một dáng duy nhất, các bạn xem nè. Thì những cái phần rễ trên đây á, lâu ngày á, nó sẽ lên rất là đẹp và nó sẽ tạo cho chúng ta một cây bonsai hoàn chỉnh. Đây các bạn xem nè, nó chỉ có từ một cây duy nhất thôi. Vì hoa 10 giờ là cái loại rất là dễ gãy và giòn, do đó chúng ta phải dùng những cái thanh kẽm hoặc là những cái thanh nhôm để các bạn cố định nó lại thì nó sẽ giúp cho cái phần cây hoa 10 giờ nó sẽ cố định trên cái phần khung kẽm thì nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ giúp cho cây hoa 10 giờ của chúng ta vững chắc hơn và nó cũng góp phần giúp cho cái chậu bonsai của chúng ta nó tốt hơn là do là nó mau ra rễ lắm các bạn. Rồi khi chăm sóc hoa 10 giờ thì những cây bonsai như thế này các bạn dùng những cái loại phân căng chậm á, cái viên nhỏ nhỏ của Úc á, mà mình đã có chia sẻ trên kênh cho các bạn xem là cái loại phân này đây các bạn. Đây nè. Thì á đối với hoa 10 giờ hoặc là những loại cây trồng mà mình đã chia sẻ trên kênh cho các bạn xem thì phân bón hữu cơ á, lúc nào nó cũng sẽ làm cho cái cây của mình á, nó sẽ trở nên bền hơn và rất là tốt hơn so với các bạn dùng cái loại phân vô cơ. Phân vô cơ có cái ưu điểm là nó sẽ xanh liền, nó phát triển tốt liền, nhưng mà sau khoảng thời gian sau đó là cái cây của mình nó sẽ bị chững lại và nó không có phát triển được tốt hơn nữa. Do đó khi các bạn đã dùng phân vô cơ là các bạn phải dùng xuyên suốt cả một cái quá trình, nhưng mà cây của chúng ta là đặc biệt là nó không có bền được. Còn khi các bạn chăm sóc bằng những loại phân hữu cơ á thì cây hoa 10 giờ của chúng ta rất là phát triển. Thì khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian mà lâu á thì những cái nhánh nó quá dài,
như thế này. Các bạn có thể các bạn lèn vào cái thân cây để giúp cho cái cây của chúng ta nó theo cái chiều như thế này nè, hoặc là những cái tán tròn cũng vậy, thì cái cây của chúng ta nó mới có cái dáng đẹp được luôn. Và có nhiều bạn thắc mắc hỏi với mình là liệu những cây hoa mười giờ bonsai như thế này mà chúng ta chăm sóc là sống được lâu hay không? Các bạn chăm sóc đúng mà tốt á, có thể là sống hơn một năm hoặc là thậm chí rất là lâu. Thì những cái bông hoa trên đây nè, các bạn xem, nó nở màu đỏ rất là đẹp. Nhưng mà thường á, cái nụ hoa 10 giờ á, là nó tới ba cái phần nụ. Thì trong một ngày thì nó sẽ nở đi một nụ, và những ngày kế tiếp nó sẽ nở tiếp. Do đó lúc nào các bạn thấy trên cây bonsai của chúng ta cũng có hoa. Nhưng mà đặc biệt khi các bạn chăm sóc bonsai á, thì đến một lúc mà hoa nó tàn như thế này nè, thì chúng ta cũng phải chăm sóc lại. Vì á, dinh dưỡng nó sẽ tập trung lên để nó nuôi hoa. Do đó chúng ta khi mà xài mà trong một khoảng thời gian mà nó đã ra những cái hoa này nhiều rồi, thì á, mình sẽ phải chăm sóc lại để cho cái phần dinh dưỡng nó đủ lên để nó nuôi hoa. Chứ không thể nào mà giống như là các bạn trồng ngoài tự nhiên mà lúc nào cũng có hoa nhiều là không có đúng. Tại vì á, khi các bạn chăm sóc hoa mười giờ bonsai những cây như thế này, cái dinh dưỡng nó bị gói gọn trong cái phần chậu. Rồi khi các bạn tạo cho được những cái bông hoa trên đây nở đẹp rực rỡ thì nó đã bị mất sức rồi. Do đó chúng ta phải bón phân, chúng ta phải chăm sóc lại để giúp cho cây bonsai nó đẹp hơn và nó nở hoa nhiều hơn. Còn ngoài tự nhiên á, thì nó đâu có bị gói gọn bởi cái phần chậu này, mà nó sẽ phát triển, nó sẽ đi tìm nguồn nước và nó sẽ đi tìm nguồn thức ăn riêng của nó. Do đó cái bộ rễ nó rất là lớn, thì thành ra lúc nào á, trên đây các bạn cũng thấy nó có hoa. Và đối với bonsai hoa 10 giờ khi các bạn chăm sóc á, thì thật là đơn giản và dễ. Khi mà những cái lá này mà nó hơi vàng là mình biết nó đã thiếu phân rồi. Là mình sẽ bỏ những cái viên phân tan chậm trên đây, xong mình tưới ẩm, thì cây bonsai sẽ phát triển rất là tốt. Thì cây bonsai hoa 10 giờ này mình sẽ làm một cái clip riêng về cái cách để mà làm ngay từ đầu, rồi xong rồi ra hoa nở đẹp rực rỡ, mình sẽ làm một cái clip riêng cho các bạn xem. Còn hiện tại bây giờ là hoa nở rất là ít và không được đẹp. Rồi có nhiều bạn thắc mắc là tại sao khi chúng ta cắt những cái này nè, rồi nó sẽ ra những cái nụ hoa rất là nhiều và nó sẽ đơm đều lên cái tán cây. Thì mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn. Khi các bạn cắt những cái phần đọt non như thế này, thì nguyên tắc ở giữa những cái nách lá nó sẽ ra rất là nhiều đọt non nhỏ. Và chúng ta chăm sóc bằng những loại phân hữu cơ và bón một lượng vừa đủ, thì những cái phần nhỏ đó đó nó sẽ kích hoa lên khi chúng ta để ngoài nắng. Là cái tán cây của các bạn nó sẽ rất là đều và hoa nở nó sẽ đơm đều lên từng cái tán cây, trông rất là đẹp. Còn nếu chúng ta muốn mà nhanh thì các bạn không cần phải cắt, và chúng ta để dài và chúng ta sẽ lèn vào cái phần này để giúp cho tán cây nó dày hơn. Có nhiều cách để tạo bonsai hoa 10 giờ mà mình đã có chia sẻ trên kênh cho các bạn xem. Từ những cây tán cắt đều và nó sẽ ra những cái nụ hoa nó sẽ đơm đều trên tán cây. Cách thứ hai là mình sẽ lèn vào. Khi các bạn lèn vào như vậy, giống như những cái nụ như thế này, các bạn lèn vào thì theo nguyên tắc nó sẽ hướng lên trên và nó đi tìm nguồn ánh nắng, thì nó sẽ hướng lên trên như thế này. Lúc đó cái tán cây chúng ta rất là đẹp các bạn ạ. Và đối với hoa 10 giờ khi chúng ta trồng á, thì có nhiều bạn thắc mắc hỏi với mình rằng những cái lá này tại sao nó bị rụng. Nó bị rụng á, hoặc là những cái nụ nó bị rụng á, là do ở dưới đây nè, cái phần chậu nó không có thoát nước được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn bón quá nhiều phân. Cái thứ ba là các bạn để khô quá, nó cũng sẽ bị rụng, nó mất nước để nó nuôi cây. Tức là những cái lá này nó sẽ bị rụng đi
để nó bảo vệ cho cái phần thân này, do đó nó bị rụng. Còn chậu mà bị ứ nước quá là rễ bị hư, mà rễ bị hư lá cũng bị rụng. Bón phân nhiều quá mà các bạn không kiểm soát được lượng NPK để giúp cho nó cân bằng trong cái chậu cây, nếu như các bạn dùng loại phân vô cơ thì lá cũng sẽ bị rụng. Do đó cách tốt nhất các bạn nên dùng phân hữu cơ thì nó sẽ cân bằng và nó sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn. Rất đơn giản và dễ nha các bạn. Và điều mình muốn chia sẻ đến các bạn những cách làm để ai cũng có thể chơi được những loại hoa 10 giờ bonsai như thế này với những cách làm đơn giản và dễ nhất. Và trên hết, mình mong muốn tạo cho cuộc đời này rất là nhiều cái đẹp hơn để giúp cho các bạn có thể thấy được là những cây đơn giản như thế này, mộc mạc như thế này, chúng ta vẫn có thể tạo được những cây bonsai để làm đẹp cho cuộc sống này rất là tuyệt vời. Giống như những cây bonsai như thế này, các bạn thấy nè, hiện bây giờ là nó đã tàn rồi, nó hết hoa rồi, thì bắt buộc mình phải chăm sóc lại. Tại vì cái chậu nó gói gọn trong cái phần này rất là nhỏ như thế này, mà nếu mà các bạn không chăm sóc thì làm sao mà nó có dinh dưỡng để nó nuôi hoa được, bắt buộc các bạn phải chăm sóc lại. Mặc dù á, nó đang trong thời kỳ hết hoa, nhưng mà các bạn xem nè, nó cũng đã có nở những cái bông hoa rất là đẹp. Và khi á, các bạn chăm sóc bằng bón phân tốt á, thì những cái phần rễ á, ở trong chậu này nè, những rễ mới nó sẽ xuất hiện và những rễ đó nó sẽ hút dinh dưỡng và nó sẽ làm cho cây bonsai của chúng ta đẹp hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn những cái cách cơ bản nhất để chăm sóc những cây bonsai hoa 10 giờ cũng như những loại cây cảnh khác để chúng ta có được cái cách chăm sóc nó dễ hơn và giúp cho các bạn có được những cây hoa 10 giờ bonsai tuyệt đẹp, giúp cho những bạn yêu hoa 10 giờ chúng ta chưa từng chơi vẫn sở hữu được những cây hoa 10 giờ bonsai đẹp với một cách làm rất là đơn giản và dễ. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúng ta sẽ đồng hành trên bước đường làm những cây bonsai đẹp, giúp các bạn sẽ có những cái chậu cây hoa 10 giờ đẹp nhất trang trí cho ngôi nhà của mình. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong trồng bonsai hoa 10 giờ.